Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì hôm nay mình lại cập nhật một lô xe mới về về rất là nhiều nha anh em. Mấy nay thì về AB khá nhiều. AB tại vì anh em ủng hộ cũng nhiều đó. NVX nè, hoặc là một số dòng ẹt nè, Vinner, Sonic. Anh em nào xem thì chịu khó mình xem kỹ clip. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay con Dương, số trợ giới thiệu mình Dương. Dạ, chào anh em nha, chào bà con quán nha, chào các chú lớn tuổi, chào các cô nha, chào các bác nha, và chào các anh em quán xe Sám Ba Tinh Thần. Dạ, và chào các chị quý khách đã ủng hộ kênh xe máy giá rẻ trong thời gian vừa qua, mấy năm trước nha, mấy năm vừa qua nha mấy anh em nha. Bên em là Dương, cửa hàng xe máy Trung Dương nằm Bình Dương mấy anh em. Bên em là chuyên dòng tay con nha, tay chuyên tay con, hàng siêu lướt, siêu cọp, siêu không tái ngã, bao không tu hồi anh em nha. Mấy tay ga nay mình mới về, mấy dòng tay ga hàng mới về rồi nha mấy anh em nha. Cái xe là siêu lướt, mấy trăm cây, ngàn hai ngàn cây không, xe là bao đẹp, bao không dính chày, xe là đi rất là kỹ nha mấy anh em nha, đi rất là bền. Tại em ít sử dụng mấy anh em, nhiều lúc anh em mua con AB nghĩ sao con chạy nhiều có 600 cây nè, anh em nói sao bán, tại mua về người ta không hợp, bận vái á anh em, người ta chạy đàn bà thì chạy bận vái không được, bước vào là không được, ta sẽ bán, không ưa hết người ta sẽ bán thì ta mua một con nào nó phù hợp với người ta, con ẹt cho 55 vậy em, người ta mua ta về chạy không hờ dự ý người ta sẽ bán vậy rồi, mà bán là cái cửa hàng xe cũ như tụi em là chuyên về dòng xe Ken, xe lướt nha anh em nha. Tiền này của đó, nói chung là tiền này của đó, xe là siêu đẹp, dòng nào cũng có. Như anh em thấy con xe màu ở đây không có hình, anh em kết bạn Zalo của mình hỏi mình có con xe đó, anh em hỏi màu đó là mình sẽ có cho anh em, gửi hình cho anh em nha. Tại mình tới mấy chỗ để xe cho anh em được, về tiệm rồi rất là nhiều cho anh okay. Em để coi xe nha. Rồi hôm nay thì đây AB mới về nữa nè. Alo, AB mới về, bốn hàng bốn con nha mấy anh em. Con này là mới về nha anh em. Hôm bữa có màu tương tự mà. Dạ, bản 36 ngoài tiệm mà. 36 thì ngoài tiệm. Dạ. Con này thì con mới này 682 cây số nha mấy anh em nha. Đúng 682 cây số, hàng bốn quanh nha anh em nha. Hàng chuẩn nha mấy anh em nha. Hàng bao đẹp. Có inox đầy đủ hết, lốc trắng nõn anh em thấy không? Cái bát tăng thắng chưa tăng gì luôn nha anh em nha. Trắng nõn, trắng xì luôn nha mấy anh em nha. Tất cả thôi là xe rút hồ sơ sang tên bình thường nha anh em. Dạ. Toàn bộ là xe chính chủ anh em cứ yên tâm. Tại xe thì bây giờ nó phức tạp, con cái là phải có tại làm căn cước, phải có căn cước chủ, có số điện thoại của chủ mới cho rút hồ sơ là vậy nha mấy anh em nha. Tại mình bên đây mình mua xe là xe chính chủ cho nó tiện. Tại xe là anh em mới nghĩ coi, xe 2023 thì phải xe chính chủ, xe Ken, xe lướt là phải xe chính chủ mới bán được cho mấy anh em nha. Ok. Đó, xe có bô đèn xì nè anh em ha. Này giá nhiêu anh? Hàng là 3X nha mấy anh em nha. Đây. Dạ, tại mấy anh em mua coi mấy xe này phải coi xe mới y con đang nhám à. Cái anh ở bên Tây Ninh anh mua coi xe mới anh nó mua mình đó anh em ha. Đang nhám bữa mình quay ngoài tiệm anh em bán rồi. Hàng 3X á. Rồi tiếp theo mình đẩy con này lên cho anh em coi nha. Con này nó đi phuộc này nọ rồi đẹp lắm nha mấy anh em nha. Luôn kia lại. Dạ. Đó, phuộc đồ, phuộc sau đồ. Dầu đi phuộc trước, phuộc sau hết á. Dạ, dầu đồ đầy đủ hết cho mấy. Con này đẹp á. Dạ. Con này màu trắng này đi cái phuộc này anh em. Đi cặp phuộc luôn nha anh em nha. Đó, đi phuộc. Trước đi gặp phục luôn. Xe dữ lắm nha anh em. Đó, mình mình là cái chi tiết hết cho anh em nha. Tại chỗ chặt hay chặt thôi, nhà cửa hay chặt chút. Đó. Trước cũng phục luôn. Dữ lắm nha anh em. Chưa rửa nha anh em đâu ha. Phục trước phục sau luôn. Dạ. Bao về. Con này đời nhiêu? Con này 23 anh. 2023. Dạ, xe này 801 cây số nha mấy anh em. 801 cây số xe. Biển số An Giang nha mấy anh em, thành phố Long Xuyên nha mấy anh em nha. Xe này ở Long Xuyên nha. Con này giá nhiêu anh? Hàng 3X anh Việt ha. Con này anh em mua ngoài chắc mắc lắm nè, thầy dạ. Vô nguyên hai cặp phục rồi. Dạ, hàng 3X đi cho anh em, chứ giờ mà nói okay. Giá nhiều lúc anh em chữ cái rồi bằng xe mới này nọ. Rồi nha anh em nha. Qua wow, Vario 150 nè. Vario 150 hàng mẫu cũ nha mấy anh em nha. Hàng này hàng bảo mẫu. Con này thì mình bán 52 triệu mình bao hồ sơ. 54 triệu là từ A đến Z nha mấy anh em. Anh em nhớ 54 triệu là từ A đến Z bao tên nha. Luôn á. Từ A đến Z là giấy quyền nha mấy anh em nha. Rồi, NVX 155 nha. Bản mới nhất á. NVX này bản này thành phố Sóc Trăng nha mấy anh em nha, giấy phố, cục giấy phố nha. Xe này mình nhớ đó là đi 7.000 cây. Chùm keo nguyên con, bao không dính chày, chày tặng anh em cái xe. Nha, uy tín 100% nha anh em, mình bán xe nào có sao nó thẳng vậy là. Xe đẹp đó tại cái xác nó bự quá mình nhét ở đây nè anh em. Nhét vô nó cực. Mình nhét ở đây nha anh em. Xe đẹp lắm, không dính chày hết anh em. Đó. Con này bán 42 triệu bao sơ, 44 triệu từ A đến Z nha mấy anh em nha. Từ A đến Z là 44 triệu, không phát sinh một phí nào nữa nha. Chỉ biết là 44 triệu là ra ngay tên anh em đứng nha. Đó, xe bọc, này vẫn còn bọc keo nha không? Anh em ra ngoài mua bản này mắc lắm. Dạ. Rồi. Một quay vô 160, 35 triệu bao hồ sơ cho mấy anh em nha. Xe đúng 2000 cây số nha mấy anh em nha. 160. Đó, có phuộc vô cái phuộc sau đi nha anh em nha. Đồ ốc titan này rất nhiều. Rồi.
ẹt. Tiếp ra con ẹt 220 nha anh em, đèn led và fan có 20 triệu nha mấy anh em nha. 20 triệu nha, mình có quay mấy video trước rồi nha. Mấy video sau mình sẽ để hoài cho anh em coi nha, nha anh em nha. Rồi. Đó. Vinder V3 bản HRC 2023 này. Biển số 6633 tiền bao sơ, xe không có vết trầy nha mấy anh em nha. Xe là bao đẹp, bao phê cho mấy anh em nha, anh em nha. Đó. Rồi. Tiếp tục con Vinder V3 nữa nè anh em. Con này bản rẹp son á. Hiện tại cái này còn 4 con. Xe đi ít nhất là 9 mối coi, 100 coi á. Còn bản nhiều nhất thì đi 2-3 ngàn coi thôi. Con này thì bán giá bao hồ sơ là 32 triệu á, 32 triệu bao hồ sơ nha anh em. Dạ. 32 triệu bao tên là gì? 32 triệu bao tên. 30 triệu là bao hồ sơ. Okay. Đó là ABS cho mấy anh em nha. Đó là 32 triệu từ A đến Z cho mấy anh em nha. Đó là giấy phố luôn đó nha, thành phố Tân An, Long An nha mấy anh em nha. Radio 150 nữa nè anh em. Mới về một cặp luôn nha mấy anh em nha. Một con xanh nhám, một con đen nhám. Đó. Con này 6338 cây số nha mấy anh em, một remote nha mấy anh em nha. Một remote. Ba con tuôn hồ chưa ốc đầu chưa gớt nha mấy anh em nha. Lục giác còn y nguyên nha mấy anh em nha. Lục giác ốc đầu ốc mũ rồi còn y nguyên nha, chưa hở nha. Xe chưa tua nha mấy anh em nha, bảo hàng bao chuẩn. Tay hắn thẳng băng là chưa khai. Nha, thẳng băng đều nha anh em nha. Anh em mua xe tay ga mà anh em bóp tay hắn, hai tay hắn nó đều dưới cái này nè. Là bóp ngay cạnh cạnh okay. Còn bóp cái nhất là té ngã nha mấy anh em nha. Hàng mình là hàng chưa chuẩn. Hàng này hàng. Con này là 221 nha mấy anh em. 21 uy tín 100% gốc 21 nha. Giá nhiêu anh? Dạ con này em bán 42 triệu bao sơ, 44 triệu từ A đến Z nha mấy anh em nha. Hàng bỏ mẫu hả? Giờ mua con này kia gần 70 triệu. Dạ, 70. Hàng bỏ mẫu nha mấy anh em. Rồi. Tiếp tục M155 biển số đẹp này. Biển số anh đẹp để biển chơi được. 83979. 83979. Nha anh em nha. 39 triệu bao ủy quyền. Nha mấy anh em nha, nghe chủ. Còn muốn rút hồ sơ sang tên đều được hết. Dạ. Có những con lên mua con khác phải mua con này. Rồi. AB 150 221 nha mấy anh em, giá nó rẻ hơn 21 nha, 36 triệu bao sơ nha mấy anh em nha. 36 triệu bao sơ. Không một vết trầy, bao anh em uy tín nha. Mình có hình chi tiết con này, anh em muốn gì thì kết bạn Zalo với mình. Mình sẽ gửi cái hình chi tiết con này cho anh em coi. Ở xe là đi đúng 4.000 cây. Bao này. Con phu chờ đó anh em. Mình có nói rõ con phu chờ nó có hỏi nó nhiều quá hỏi nha. Đó là lốc nó bắn ra nha anh em, niền khai cho anh em nha. Xe thì nồi gớt đầu còn nha anh em nha. Xe là chùm keo nguyên con 14 triệu nha mấy anh em nha. 14 triệu. Con màu vàng bên trong 26 triệu 22 nha mấy anh em nha. Đó. Còn cái dòng V1, V1 con này xe độ nha anh em nha. Xe này thuộc dạng đi phượt. Đi phượt thì có vô vô nè, gấp nè. Mâm ba đao, vỏ xịn nha anh em nha. Đó. Con này gọi là đồng kiển nha anh em. Mấy cái zin nè. Full ốc titan nha mấy anh em nha. Ốc titan là con nào không khai hết nha anh em nha. Về cũng khai titan nè. Gì cũng titan luôn nha anh em nha. Đó. Cái này là heo dầu cũng nghề luôn nè, đĩa nó ok nè, Rambo luôn đó, gắt dữ nha, tiếng bô gắt chát chúa anh em là ủng hộ nè. Con này cũng nhiều anh em hỏi lắm, mình nó hạn 10 tay không à nha. Đó, 10 tay là ủng hộ phải không, 10 tay tháng 11 ủng hộ phải không à, tại 10 tay mới lãnh lương mấy anh em chứ gì anh em nha. Đó, coi là bao phơi đó, giá là 26 triệu bao sơ nha anh em nha. Tại vô dần đồ của con này mười mấy triệu rồi mấy anh em. Nó vô đồ gần như full luôn á. Gắp đồ này nữa anh em. Con cái này 19 triệu 19 triệu thôi. Dạ. Con này cũng vô mâm 15 triệu mình cũng có winner okay cho anh em luôn nha. Rồi, màu trắng đỏ. Trắng đỏ 23 triệu mấy anh em. 23 triệu nha mấy anh em nha. Con bên kia Sachi không? Sachi bên này, Sachi Việt Nam 35 triệu bao tên cho mấy anh em luôn nha. Okay. Dạ. Tiếp tục màu xanh. Xanh. 33 triệu bao tên anh em. Rồi. Đó. Màu xanh nữa. Dạ, con này 35 triệu luôn nha mấy anh em nha. 35 triệu con này luôn nha mấy anh em nha. Rồi, nguyên lô Sonic đi. Nguyên lô Sonic bên này mình bán cứ 40 triệu một con nha mấy anh em nha. 30 tới 40 nha mấy anh em nha. Nhưng còn quy hàng này quy hàng kem, còn mấy cái hàng mà 30 ba mấy thì qua tiệm mình có hình chi tiết nha mấy anh em nha. Còn quy hàng này có 1-2 ngàn cây à, như mấy con mình nói thiệt mà, mấy con này có 1-2 ngàn cây không mấy anh em. Xe là bao đẹp không cho anh em nha. Như xe này 3 ngàn cây nè, đúng 3 ngàn cây, tại mình cho hỏi con này cũng quay về tiệm mình đem về đây anh em. Mấy con trắng đỏ HKT này nọ là 1-2 ngàn cây nha mấy anh em nha. Biển số Tây Ninh, biển số Bạc Liêu. 40 dạ. triệu bao sơ à? Dạ đúng anh. Lô này, cái lô này nha, còn cái lô rỉ hơn thì nằm ngoài cửa hàng từ 35. Dạ. 35 là có hả? Dạ, 32 cũng có nữa anh Việt. 32 là có xe rồi. Dạ. Con rồi. Này nè anh em, bảy số B3 20 triệu con này nha mấy anh em nha. 20 triệu con V1 nha anh em nha. Rất là rẻ cho mấy anh em luôn nha. V1 20 triệu. Một trắng. Một trắng 22 triệu nha anh em nha. Rồi, con này dạ. Có con V3 nữa anh em. 32 triệu. Đem sơn 3D màu đỏ candy nha. 32 triệu. Đỏ đen. Nè, hết. Bình rồi. Anh em không cảm hết bình nha mấy anh em. 32 triệu. Hết bình. Con này chắc nó có chống trộm. Nó trong chợ nó mới kêu kia đó okay. Anh em nha, 32 triệu bao tên anh em nha. Rồi. Bao tiền? Mắc tiền.
Lô này hiện tại đang xả xuống là còn 30 triệu con đúng không? 30 triệu bao sơ một con. 30 triệu bao sơ, muốn lói mẫu nào lói ha. 150 còn quá trời luôn. 32 triệu là từ A đến Z luôn anh em nha. Đó, 32 triệu là phí ra tên. Bao tiền luôn nha mọi người nhớ. Tặng nón, tặng ba ga mới luôn nha anh em nha. Ba ga bên đây là đặc biệt, bên đây mình tặng luôn nha. Nhớ tặng nha. Nón tặng, áo mưa tặng ha. À, tặng đầy đủ cái gì cũng tặng cho anh em là hết chống tổ tặng luôn nha anh em nha. Cái gì cũng tặng cho anh em hết á. Mà trước khi giờ phải gắn biển xin số, anh em cứ yên tâm, xe về có giấy, viết biết bản xin số, có hợp đồng đàng hoàng, hợp đồng mua quán đàng hoàng, cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mua quán đàng hoàng nha anh em nha. Anh em cứ yên tâm. Con này 5.000 cây nè anh em. Đó, xe mắc kinh mà 5.000 cây cũng giá cũng 32 triệu bao tên cho anh em luôn nha. Tại bên mình xả anh em mình thẳng giá luôn nha anh em nha. Bữa giờ anh em cũng ủng hộ nha anh em nha. Rồi, trong này có V3 mà xe mới kìa. 30 triệu con, bớt 200 ngàn còn 29 triệu 800 ngàn con nha nè. Không có nơi nào rẻ xe mình nha anh em nha. Xe mới nha anh em nha. 29 triệu 8 là có màu đỏ đen với màu đen thôi. Dạ đúng rồi. Còn bản ABS thì 35 á. ABS thì có màu bạc này, màu đỏ nhám, màu HRC á. Dạ. Có HRC 2023 nữa, thì đắt hơn tí. Dạ. Rồi, có con màu bạc này anh em, bạc mà dán keo lên cái nhìn nó thành đống nha. Dạ. Xe 9.000 cây nha mấy anh em nhớ, con này 9.000 cây chùm keo nguyên con nha mấy anh em nha. 9.000 cây thôi. Con này 26 triệu bao hồ sơ, 28 triệu bao tên nha mấy anh em nha. Nhớ rõ nha mấy anh em nha. Còn 24 triệu để biển số chạy nha. Đó, 24 triệu là để biển số anh em chạy nha. Xe 9.000 cây đúng đi đúng 9.000 cây không tua nha. Đó, cổ bồ đen xì nha anh em nha. Đó, bên này bán hàng chắc đàng hoàng. Chúng hàng lại giữ à. Vỏ dày cu nha. Chỉ mấy cái vỏ này là không có tua, tua một ngày của bình thường là nó có tua mấy chuyện đó, tại mình bán hàng bao không tua mà tua nữa cái này để anh em để ngoài nắng, về mưa đổ vô nút này hư hồ luôn, mà bảo hành chết luôn. Tại mình ba cái là vỏ, bình với lại cái nồi xe mình bảo hành còn A tới Z bảo hành hết. Con này con GTG nha anh em nha. Con này 221 GTG biển số 785 79799 nha anh em nha. GTG. Xe bao quên. Xe đi 10.000 cây nha anh em nha. 37 triệu bao hồ sơ. 37 triệu bao hồ sơ. Dạ, hẹn xe nhập nha mấy anh em nha. GTR con này. Con bên trong con biển số 61F1 30 triệu anh em. GTR có 30 triệu à. Con này đi bao nhiêu ngàn đó? Con này anh em hỏi nè. 10.000 cây anh chị. 10.000 coi luôn. Mà nó 220 à. Ok. Dạ nó đợi khắp con này anh em nha. Đợi cái màu đó chỉ có ấy thôi. Rồi. À. 150 biển số thành phố nè, anh em hỏi sang tên được không nha. 59E. Con này thì sang được mà hơi cực anh em nha. Sang được mà nhưng mà phí nó ra hơi cao, từ quận 5 quốc quận 4 thì nó phải 3-4 triệu. Chứ nó không có rẻ, phải dặn đóng khế là ban đầu anh em ha, thông cảm. Để biển số nó chỉ đỡ cái tiền biển số một tí thôi. Dạ. Đó, thì nó cũng mấy triệu à, bởi mình nhét ra Sài Gòn mình cũng đã trao đổi cục khác. Nói chung nếu anh em mua xe khác có 28 triệu à, mà 20 luôn anh em nha. Đang nhát 20 không dứt trầy luôn. Rồi, ra đơn. Ra đơn 26 triệu anh em. 26 triệu. Dạ, 26 triệu nha. Xe không dứt trầy luôn nha anh em nha. Xe biển số 20 nha. Xe đi 5.000 cây nha anh em. Mình sổ lỗ con này mấy triệu luôn mấy anh em, nó thiệt luôn. Mà 26 triệu. Đó. Xe mới chuyên Nissan luôn, còn nút trên giữa luôn anh em ha. Đó. Xe lên kia xe 3. Rồi, Vinner V3. Vinner V3 biển số 60, bữa nãy anh bên Biên Hòa cũng mua con này mà anh nói con này 53 xui quá. số đuôi 53. Thì mình giờ Biên Hòa phải ra tên là đổ biển hết anh em. Xã này rút qua xã kia phải đổ biển hết là không còn giữ biển được đâu mà anh em quan trọng. Dạ. Còn con này của anh em ha. 33 triệu bao sơ. 33 triệu bao sơ. Dạ. Con kia là 32 triệu bao sơ. Bao tên anh gì? Bao tên. Dạ. Rồi, ok. Thì đó là cái lô ở dưới này, anh em nào mua thì chịu khó mình liên hệ á. Các bạn qua Zalo là 0961611161 hoặc là 0397787879 hoặc là 0929383839 á. Thì hai số điện thoại mình để bên trên á, anh em nào số nào cũng được á. Thì có gì anh em mình ủng hộ á. Anh em muốn xem cái lô ngoài cửa hàng có thể bấm vào kênh YouTube Xe Máy Trùng Dương để tham khảo á. Xin chào. Chào anh em, chào bà con quét nha.